ôi bao hân hoan, anh vàng chưa sang khắp trần gian. Ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến với thế nhân. Hỡi nhân loài ơi, uy hùng Huy Mã Lạp Sơn. Hỡi nhân loài ơi, đứng đại từ bi sáng trần. Ha 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 ha. Ôi hân hân hoan khắp mây tầng trời, nhà thiên tinh công ca ngợi, niềm vui thế giới loài người. Chúng sanh ơi, đóa hoa ưu đàm bừng nở, ánh sáng hồn nhiên cho người, đứng đại giác ngộ ra đời. Ôi bao hân hoan, ánh vàng chiếu sáng khắp trần gian. Ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến với thế nhân. Hỡi nhân loại ơi, uy hùng Huy Mã Lạp Sơn. Hỡi nhân loại ơi, đấng đại từ bi giáng trần. Ha 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 ha. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay chính là ngày trời người quan hỷ, cung nghinh Đức Thế Tôn giáng sanh. Tịnh thất Huệ Lâm thành kính thiết lễ chúc mừng khánh tuế Đức Từ Phụ, cung thỉnh chư đại đức tăng ni quang lâm tham dự lễ Phật đản sanh. Và giờ đây đạo tràng đã thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm. Phật tử chúng con thành kính cung thỉnh chư tăng đang lâm bảo điện để tiến hành nghi thức lễ Phật đản. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô giới thiệu chương trình đại lễ Phật đản.
Đại lễ Phật đản gồm có 3 phần. Phần 1, chúng con kính giới thiệu chư tôn thành phần tham dự buổi lễ hôm nay. Phần 2, giới thiệu sư cô trụ trì có đôi lời thông bạch về đại lễ Phật đản. Phần 3, tụng kinh khánh đản, tán Phật và cúng dường trai tăng. Sau đây con xin cung kính giới thiệu chư tôn đức tăng ni tham dự khóa lễ hôm nay. Chúng con xin cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Phước Sanh, trụ trì chùa Thiên Phước. Cung kính giới thiệu Đại đức Thích Nghiêm Tịnh, trụ trì Tịnh Thất. Cung kính giới thiệu Đại đức Thích Hạnh Phước, trụ trì Tịnh Thất. Cung kính giới thiệu Thích Hạnh Như, trụ trì Tịnh Thất. Cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Thành Liên, trụ trì Tịnh Xá Minh Đăng Quang. Cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Viên Liên. Cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Huệ Minh, trú xứ Tịnh Thất Hương Vân. Cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Linh Thùng, trú xứ Tịnh Thất. Cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hạnh Từ, trụ trì Tịnh Thất Huệ Lâm. Phần 2, con xin cung kính giới thiệu sư cô trụ trì Thích Nữ Hạnh Từ đọc đôi lời thân bạch về Phật đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý đạo hương Phật tử, thánh thoát đã hơn một năm trôi qua mà Tịnh Thất Huệ Lâm đã được thành lập hôm nay. Cũng là ngày khi con mới về đây thành lập đạo tràng, nghĩ tưởng bao nhiêu lo lắng cho ngày mai không biết sẽ ra sao. Nhưng may thay, sự lo lắng ấy đổi lại bằng sự hoàn mỹ của chính riêng con như hôm nay. Cũng nhờ chư Phật Bồ Tát Long Thần gia hộ, chư Đại Đức Tăng Ni quan tâm và sự hỗ trợ giúp đỡ tất cả quý đồng hương Phật tử. Kính thưa quý ngài cùng quý Phật tử, bảy đó sen vàng nâng gốc ngọc, 3000 thế giới đón Như Lai. Nam mô Lâm Tỳ Ni Vô Thọ Hạ Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cung kinh Bồ Tát Giáng Sanh, đạo tràng Huệ Lâm cùng Tăng Ni Phật tử hiện diện đạo tràng cũng cung kính, cung kính từ phụ quan giám đạo tràng chứng minh công đức cho buổi lễ Phật đản. Giờ này chúng con đạo tràng đã thanh tịnh, tăng bảo đã trang nghiêm, chúng con xin thành kính cung an trước sự cung thỉnh Thượng tọa Thích Phước Sanh, trụ trì chùa Thiên Phước, chủ sám Đại đức Thích Hạnh Như, Đại đức Thích Nghiêm Tịnh Di Na, Đại đức Thích Hạnh Như Diệt Chúng. Xin thành kính cung thỉnh chư tăng cùng Phật tử tiến hành buổi lễ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời các em tiến vào chánh điện do khua cúng dường chư Phật chư Bồ Tát. Thank you.
gửi nơi đám mây hương bán vác các mười phương cúng dường ngôi tam bảo vây để trọn đời giữ đạo theo tử tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ nhai hộ vây tam bồ đề kiên cố xa bể khổ buồn mê dây trong quay về bờ ngay giác thay nam mô hương cúng ở dường lâm tỳ ni viên ngay thị hiện đáng sanh ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngay nam mô ai hương cúng ở dường lâm tỳ ni viên ngay thị hiện đáng sanh ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngay nam mô hương cúng dường lâm tỳ ni viên ngay thị hiện đáng sanh ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngay cầu hoài nguyện ngay nay chính là ngày đức ngay thức ngay tôn ngày gian thế để qua độ chúng ngay sanh chúng con một dạ vui mừng cúng dường kỷ niệm kính dân một mây niên tâm hương ba nghiệp mây tinh cần cúi nghe đầu đánh lễ nguyện nghi lời Phật dạy tụng mây kinh niệm Phật nghe chiên cần quyết theo Phật pháp làm lành nay bao đền nay công ơn quá độ ơi tâm bồ đề kiên cố và chi tu học mà vấn bền cùng pháp giới và chúng mới sanh nghiệp chướng tiêu trừ căn lành nay viên mãn nay bao chứng quả hay vô thượng bồ đề ngưỡng ngay mong Phật tổ cao vời từ bi ngay giai hộ nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật từ bi mong mang tiếp độ hương linh nơi lộ vai văn ngay cường nên sanh ngay ơi hướng ngay dương tư thầm và thanh tây văn ngành vinh tâm niên ngành thời nhiên chung mây ơi thừa tư Phật lực lai đa Phật tiền tính văn văn kinh siêu sanh nay tịnh độ nhất thầm thượng đạt vạn tội mang tiêu bị hương linh đây lô văn gừng đắc độ cao siêu cảnh gia viên hành chim lợi lạc và bảo đất di đà thọ tiên dây chi dây tâm mây đành này lấy nam mô ta bà giao chú điều cơ bốn mây sư ơi thân thành ca bao ơi dây tâm ơi sư lời Bồ Tát ngài hành Bồ Hiền Bồ Tát ngài Bồ Tát chư ấy tôn Bồ Tát ngài linh thế sơ Bồ Lạy tượng Phật Bồ chi ấy tâm ấy đành đầy lấy ơi nam mô tây ấy phương cần đại la thế giới đại từ đại bi ấy a di đà phật ấy đại bi ấy và thế âm ma bồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gia hộ chú ơi bổn sư thân này ca bao thi phần. Cầm này dương ơi ơn thân này Oh,
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Độ sanh mà buồn sơ
quá duyên dĩ tất này ta là sông thọ thị hiện niết bàn lưu vô xá lợi phước lợi nhân thiên à bồn à. Lấy ngay ta bà thế giới tam giới đạo sư tứ sanh từ phụ nhân thiền giáo chủ thiền ba ức ba thân đại từ đại bi bồn à sơ chi dây tình này thấy nhà hai biên hay sai ta ẩn tiền ngài tâm đây không ban ngày đức ai lời nhờ thầy tiền ngài ba giới quan ấy tăng là diễn ngài diễn tội tiêu kiến ngài quá diễn ngài quá hồng mà liên Nam mô Thanh Đại Hương Địa Bồ Tát này. Nam mô Thanh Đại Hương Địa Bồ Tát này. Nam mô Thanh Đại Hương Địa Bồ Tát. Ngã kiền quan vọng chư Như Lai tịnh chi trang nghiêm công đức tụ ai trường chúng sanh lần ly câu đồng chứng Như Lai tịnh phan tâm a thì gia thần thì bất hạnh sanh a ta la thọ nhân văn thần diệt bất sanh cơ diệt đạo cô nam nhàn trùng khan kiến trung thiện tiệt kim chiêu chánh thị từ hoạt ba tịnh màn vương đàn ngũ long phong thị thiên ngoại lai a bồng nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam mô Đại Bi Đà Phật Nam m
chúng phương chúng yên tâm ca cầm lùng đòn phẩm tâm tinh vô say mi tinh viên giải bao mãn lực kim tinh gia đam vô lượng ba la mật tam lực lùng vây cung văn cầm tâm tam giới hữu thanh này vô đông cung dương ngay 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 năm tam ba ba vi nhân đại học ngay 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 năm tam ba ba vi nhân đại học ngay 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 năm tam ba ba vi nhân đại học ngã kim phùng miến cam lồ vi lường đánh tu chỉ vô quá thường sanh ngự mỹ vị biến ngự căn dĩ nguyện từ bi ai nam tò hay nam mô bồ cúng dường bồ tát nam mô bồ cúng dường bồ tát nam mô bồ cúng dường bồ tát nay tứ sanh cù hữu ba đồng đăng qua tạng quyền môn bán nàng tam đồ hay cộng nhâm tỳ lô tâm này cung phật gì năm nay đưa quyền chúng sanh sở tán giai biển cụ chư bà nay phan nhân giá lễ kính chư phật na nhị gia sinh tán như lai tam gia quán tu cung dường này tư gia sa hội nghiệp chưa nay giá trị ấy công tên cái kiến và ngộ vô sanh bậc tối bồ tát vi mạng lớn quyền diệt tử công đức phổ cộng hương dân thiên ngã đàn chư chúng sanh nam mô a di đà phật tăng đại chứng minh thượng viện tam báo chứng minh vai thần hộ niệm bồ tát thanh văn bản vương đế tinh tư thiền vương trung thiền lam bát bộ hộ pháp như thi tiện thần đồng tiền giai ngộ vai hiện tiền đệ tử ra chúng mây đang tại gia xuất gia cùng mây tụ quay phận tiền ngay thi gây lời trang nhiên làm lễ kỷ niệm mây phật nga đáng nga sanh nga niệm phật công đức hồng danh hồi hướng tây phương trang nghiêm tịnh độ tưởng báo tứ trọng ba ngã thế tam đồ khổ quay kiền nguyện phật nhật tăng nguyên pháp luân thường kiến con điều vũ thượng bất thế nhân ngang tứ vương thiên hạ thái bình nhân dân ngang lạc ngay quốc nay thứ hai nguyện ngay kỳ về siêu hương ngay lên đây lô ai văn ngay cường ngay ơi ứng ngay dương tứ thầm mai tấn tới mạng thời di chung mai lai đáo phật tiền tính pháp văn kinh siêu sanh tịnh độ bổ nguyện âm siêu dương tới tâm giới chúng sanh tình giữ vô tịch thời thành phật nay đà mô
cảm niệm ơn đức của các ngài đã quan tâm đến đây để thiết hành bộ lễ cho con. Trong khi làm hành lễ, con có những điều sơ xuất với hơn nữa, con cũng mới lắm, con không có không ấy đâu, không biết thầy quý vị quan hỷ cho con. Giờ con xin thỉnh quý vị trở về liêu nghỉ cho tụi con sắp cái trai tăng. Con thỉnh quý ngài. Ôi bao hân hoan, ánh vàng chiếu sáng khắp trần gian. Ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến với thế nhân. Hỡi nhân loại ơi, uy hùng huy mã lạp sơn. Hỡi nhân loại ơi, đứng đại từ bi sáng trần. Ha 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 ha. Trời nhạc thiên tiết tấu ca ngợi tin vui thế giới loài người. Chúng sanh ơi, đóa hoa ưu đàm hồng nở, ánh sáng ngô nghiêm cho người đến đại giác ngộ ra đời. Chúng sanh ơi, đóa hoa ưu đàm hồng nở, ánh sáng ngô nghiêm cho người đến đại giác ngộ ra đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử chúng con hôm nay có duyên sự đầu thành lãnh lễ xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bảy đó sen vàng nâng gốc ngọc, 3000 thế giới đón Như Lai. Hôm nay chính là ngày Đức Bồ Tát giáng sanh, là ngày hạnh phúc của nhân gian và là ngày tạo phước của hàng Phật tử. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, duyên tùng duyên, sự tùng sự. Hôm nay tỉnh thất Huệ Lâm tổ chức khánh tuế Đức Bổn Sư, nơi Phật tử chúng con sống sửa chút ít hạnh tài tịnh vật, trước dâng lên cúng dường chư Phật Bồ Tát Thiên Long và hiện tiền chư tăng ni, ngõ hầu cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh dị độ. Sao nguyện vì tất cả hương linh sớm ngày giải thoát. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử đã làm đúng với Phật pháp. Hôm nay là ngày Phật đản sanh, Phật tử sắm trai chim cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng hiện tiền. Đại diện cho tất cả chư tăng ni rất là quan hỷ và nạp thọ để trai tăng và xin hồi hướng công đức cho tất cả củ quyền thất tổ với Phật tử và hồi hướng công đức hiện tiền cha mẹ còn sống trên đời được bình an thắng dựng ở Phật pháp và cho tất cả quý Phật tử được thanh tâm tự tại và tu hành sớm mau đắc quả và bước chí diện nghiêm công đức vô lượng vô biên, sau này làm sao về Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tăng đã quan hỷ thọ nhận và còn ban lời pháp nhũ, chúng con xin y giáo phụng hành và đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại đức tăng ni ăn bát để cúng dường. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na bà ân viên ba 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 lô giá na bà ân viên phá thân đến ca mâu ni bà ân đại chúng thân là đại nhân thân là thế giới hai di đà bà ân làm cơ bản thế giới đi từ bà ân đại trí văn đồ sư lại bà.
biến thần biến thánh chợ ngon các đường từ tàu năm mươi ba đầu tháng ba năm đầu thì đen đang bằng năm năm bằng ba hồng năm mươi năm bằng tháng ba thì đen đang bằng năm năm bằng ba hồng năm mươi năm bằng tháng ba đang ba đó rồi thì đen đang bằng năm năm bằng ba hồng năm mươi đô đô bằng tháng ba năm 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 thì ba năm đô 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 ba tháng ba đô đô ba bằng ba năm mươi đô đô bằng tháng ba năm 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 thì ba năm đô 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 ba năm đô đô ba năm đô đô ba bằng ba năm đô 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 ba năm ba năm 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 thì đô 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 ba năm đô đô ba năm đô đô ba bằng ba năm 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 tâm chơi ngay ngay xuất gia thực tùng ngũ quan tăng tâm tạp thoại tính thi năng thiêu đại chúng mày ngay văn khánh thịnh các chánh na niệm mây nam mô a di đà chấp trì ứng khí điều nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí thọ nhân gian cúng ngã chỉ đệ chỉ đệ dựng ra hồng phóng trang chỉ đệ chỉ đệ dựng ra hồng phóng trang chỉ đệ chỉ đệ thành ra hồng phấn nga cha tam đề ngũ quán nguyện ra đoạn nhất thiết ác nguyện tâm nhất thiết thiện nguyện phong độ chúng sanh xét một xét nước bạn của mình đủ đầy thiếu thọ cũng dường hai ngôi vị khác tội lỗi nguyện thuộc thai chữa lành bệnh cô bày năm vị thành bệnh thọ cơm này đại chúng là thiết trại nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật 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 bổn sư thích sanh tu một bảo đắc di đà thọ ký dây phố nguyện năm siêu dương tới âm giới chúng sanh tình giữ vô tình thề thành phật ngay đạo nam mô a di đà phật nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cô bản liên hoa vi cùng màu hoa cai kiến phần ngô vô sanh bần tới bồ tát vi ban lữ quyền di tự công đức cố cầm mưu nhân tiên nghe đàn giữ chúng sanh giai công thành phần đạo kính thỉnh này đại chúng thọ trai hân hoan khắp mây tận trời nhạc thiên tiếng công ca ngợi chim vui thế giới loài người chúng sanh ơi đóa hoa ưu đàm cho người đứng đại giác ngộ ra đời ôi bao hân hoan anh vàng chiếu sáng khắp trần gian ôi bao hân hoan duyên lành đã đến với thế nhân hỡi nhân loại ơi uy hùng uy mã lạc sơn hỡi nhân loại ơi đấng đại từ bi giáng trần ha 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 ha
bao hân hoan, anh vàng chiếu sáng khắp trần gian. Ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến với thế nhân. Hỡi nhân loài ơi, uy hùng huy mã lạp sơn. Hỡi nhân loài ơi, đứng đại từ bi sáng trần. Ha 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 ha. Từng trời nhạc thiên tiết tấu ca ngợi thì vui thế giới loài người. Chúng sanh ơi, đóa hoa ưu đàm bừng nở, ánh sáng ngô nghiêm cho người đến đại giấc ngộ xa đời. Chúng sanh ơi, đóa hoa ưu đàm bừng nở, ánh sáng ngô nghiêm cho người đến đại giấc ngộ xa đời. Cho người đứng đại giấc ngộ xa đời.